Kính chào các anh chị và các bạn. Hôm nay thì kế toán Việt Hưng sẽ tiếp tục buổi livestream để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đến các anh chị và các bạn. Ở các buổi livestream trước thì kế toán Việt Hưng chủ yếu trao đổi về các lĩnh vực kế toán thực tế như là kế toán đối với lại công ty nhà hàng, khách sạn hay xây dựng sản xuất. Nhưng mà buổi live hôm nay thì kế toán Việt Hưng sẽ trao đổi, chia sẻ những cái vấn đề đặc biệt hơn một chút dành cho những người mà mới tiếp xúc với kế toán, chưa biết gì về kế toán, không biết mình live và nói chuyện như thế này thì các anh chị và các bạn có nghe rõ không nhỉ? Trong quá trình live mà mình nói không rõ hay là có vấn đề trục trặc về đường truyền thì các bạn ý kiến ở bên dưới nhé, để mình chỉnh sửa. Mình thấy các bạn là vào theo dõi buổi livestream cũng nhiều rồi đấy, mình mới lên thôi mà cũng đã rất nhiều người vào xem rồi. Chào Facebook Nga Nguyễn, Phúc Hợp Lê và lại Hồng Phúc nhé. Các bạn có câu hỏi gì liên quan đến kế toán thì các bạn đặt câu hỏi ở bên dưới nhé, để mình trả lời cho các bạn. Buổi live hôm nay thì có rất nhiều những cái chương trình đặc biệt dành cho những người theo dõi live và chia sẻ. Các bạn truy cập vào theo dõi buổi live stream thì nhớ chia sẻ đến các hội nhóm cũng như là bình luận ở bên dưới thông tin email để kế toán Việt Hưng sẽ gửi cho các bạn những cái phần quà sau cái buổi livestream này nhé. Mình có nhận được câu hỏi của bạn Phúc Hợp Lê. Bạn có hỏi mình là chị cho em hỏi cách xử lý chi phí thuê nhân công khi thuê cá nhân đứng đầu tổ thợ. Đối với lại công ty mà thuê nhân công, một người sẽ đứng ra và đi thuê những người khác ấy, thì cái người mà làm chủ sẽ ký hợp đồng với lại công ty chúng ta. Và cái người chủ đó giống như là một hộ cá thể, phải mua hóa đơn của tổng cục thuế, của chi cục thuế để xuất hóa đơn cho công ty chúng ta, thì cái chi phí nhân công đó mới được tính vào là chi phí hợp lý. Nên các bạn lưu ý, đối với những chi phí mà được tính vào chi phí hợp lý thì phải có đầy đủ các hóa đơn chứng từ đó. Không biết là câu trả lời của mình thì bạn Phúc Hợp Lê có ý kiến gì không nhỉ? Nếu mà có ý kiến đóng góp thì bạn bình luận tiếp ở bên dưới nhé. Các bạn truy cập vào xem buổi livestream của mình nhé, để mình phổ biến những cái phần quà rất là đặc biệt dành tặng cho các bạn đó. Ở buổi live hôm nay là mình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đối với lại những người mới đi làm các bạn nhé. Còn những người mà đang đi làm rồi thì chúng ta có thể nghe và để bổ sung lại những cái kiến thức mà chúng ta trong quá trình làm việc vẫn chưa thường xuyên tiếp cận tới. Thì hôm nay chúng ta nghe để bổ sung thêm. Sau này thì biết đâu các bạn lại được tham gia vào những cái công việc liên quan, để chúng ta lại xử lý những công việc đó nó sẽ thuận tiện hơn. Các bạn không nên bỏ lỡ buổi live stream hôm nay nhé, vì có rất nhiều phần quà đặc biệt dành cho các bạn. Mình phổ biến phần quà đặc biệt thứ nhất là sẽ dành tặng cho 10 anh chị và các bạn like trang và chia sẻ cái buổi live stream hôm nay và bình luận email ở bên dưới một khóa học với giáo viên trị giá là 450.000. Khóa học này thì các anh chị và các bạn sẽ được học với lại kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm. Bình thường đối với cái khóa học của kế toán Việt Hưng thì có giá trị từ 1 triệu trở lên. Nhưng hôm nay nếu mà bạn nào
có nhu cầu mà học thực tế với giáo viên thì chúng ta chỉ mất có 450.000, nhưng mà được giáo viên hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và bài bản đầy đủ nghiệp vụ để chúng ta làm được báo cáo tài chính các bạn nhé. Nhớ là 10 anh chị và các bạn đầu tiên thích Trang chia sẻ buổi livestream hôm nay và bình luận email ở bên dưới thì chúng ta sẽ nhận được phần quà là một khóa học trị giá 450.000 học với lại giáo viên. Chào bạn Cao Thị Minh Phương nhá. Chào bạn Huế nhá. Bạn Huế là đang tham gia khóa học kế toán xây dựng bên mình rồi đúng không Huế nhỉ? Chào Facebook Thu Hà Nông ạ. Chào bạn Facebook Hà Nguyễn. Bạn có đặt một câu hỏi là giả sử cuối kỳ số dư và số phát sinh của các tài khoản trong kỳ được vào sổ cái khi lập bảng cân đối kế toán thì kế toán sẽ căn cứ vào đâu? Các cái số liệu được nhặt lên chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán thì kế toán sẽ cần phải căn cứ vào bảng cân đối tài khoản bạn nhé. Và số liệu được nhặt trên bảng cân đối kế toán thì chúng ta chỉ căn cứ vào các tài khoản đầu 1, đầu 2, đầu 3, đầu 4. Các bạn đang theo dõi buổi live stream của bên mình thì các bạn chia sẻ buổi live và like Trang cũng như là bình luận email ở bên dưới để nhận được phần quà hấp dẫn từ Kế toán Việt Hưng các bạn nhé. Phần quà thứ hai là Kế toán Việt Hưng sẽ tặng cho các bạn một khóa học thực tế. Đối với lại các bạn nào mà để bình luận email ở bên dưới. Những bạn mà xem buổi live stream trước, các bạn có để bình luận email ở bên dưới thì mình cũng đã gửi tặng các bạn khóa học rồi đó. Thì không biết là các bạn đã nhận được khóa học chưa. Mình thấy có một số bạn phản hồi là email của trung tâm rồi đấy. Thì nếu như mà các bạn vào xem các khóa học mà có vấn đề gì không hiểu thì các bạn vẫn được hỗ trợ qua Facebook hoặc là qua Zalo nhé. Chào bạn Facebook Lại Hồng Phúc ạ. Bạn có câu hỏi về công ty vận tải đúng không bạn? Bạn đặt câu hỏi đi để Kế toán Việt Hưng trả lời cho bạn nhé. Bạn Lại Hồng Phúc có trao đổi là cho bạn ít lời khuyên cần chuẩn bị những gì để đi phỏng vấn công ty taxi. Đối với lại lời khuyên mà để bạn đi phỏng vấn ý, thì trước tiên bạn phải là người nắm được những cái kiến thức cơ bản về kế toán. Thứ hai nữa là bạn phải tìm hiểu về cái công ty mà mình chuẩn bị đi phỏng vấn là công ty đó hoạt động về lĩnh vực như thế nào, quy mô lớn, vừa hay là nhỏ, sử dụng các cái thông tư kế toán nào để hạch toán đó. Ngoài ra thì bạn cũng cần phải nắm bắt được một số những cái kinh nghiệm về công việc kế toán vận tải, ví dụ như là căn cứ để lấy định mức xăng dầu cho xe. Lấy định mức xăng dầu cho xe này, rồi quy trình vận tải của công ty đó như thế nào? Ví dụ như là công ty đó vận tải đường dài hay là vận tải trong nội tỉnh. Đấy. Công ty đó có những cái loại xe như thế nào thì các bạn sẽ phải tìm hiểu về cái quy mô của công ty thì lúc đấy bạn mới trả lời phỏng vấn được của bên tuyển dụng công ty đó nhé. Còn cụ thể nhiều hơn nữa thì bên mình sẽ trao đổi inbox với bạn qua inbox của fanpage Kế toán Việt Hưng bạn Phúc nhé.
Tất cả các bạn đang xem buổi live stream của Kế Toán Việt Hưng thì các bạn thích Trang chia sẻ buổi live stream và các hội nhóm để cho mọi người cùng biết, để trao đổi nhé. Và để lại email ở bên dưới, bên mình sẽ gửi cho các bạn một cái phần quà của Kế Toán Việt Hưng. Đối với lại 10 bạn bình luận, chia sẻ buổi live stream cũng như là thích Trang đầu tiên thì sẽ được tham gia học với lại giáo viên là các anh chị kế toán trưởng trong các loại hình doanh nghiệp của Kế Toán Việt Hưng nhé. Các bạn lưu ý, 10 bạn đầu tiên thích Trang chia sẻ buổi live stream và để lại bình luận email ở bên dưới nhé. Buổi live stream hôm nay thì mình trao đổi, chia sẻ những cái kinh nghiệm dành cho các cái bạn mới vào nghề kế toán, muốn làm kế toán cho công ty gia đình nhưng chưa biết gì về kế toán các bạn nhé. Các bạn nào có câu hỏi thì chúng ta đặt câu hỏi ở bên dưới bình luận để Kế Toán Việt Hưng sẽ trao đổi, chia sẻ đến các bạn. Mình có nhận được câu được bình luận của bạn Phúc Hợp Lê. Bạn có hỏi là công ty bạn doanh thu nhỏ nên sếp muốn lách luật thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm. Thực ra thì một tố chất của người kế toán thì bao giờ cũng phải phản ánh trung thực số liệu phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bạn nhé. Nên là các bạn cần phản ánh đầy đủ những cái chi phí, doanh thu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Còn để mà hiểu hơn được cái cách phân bổ chi phí hợp lý thì các bạn inbox trực tiếp Kế Toán Việt Hưng sẽ trao đổi cụ thể hơn nhé. Mình có thấy nhiều bạn đặt câu hỏi đấy nhưng mà nó bị ẩn đấy, thì không biết là chúng ta đặt bình luận như thế nào nhỉ. Ok, bạn mình có nhận được inbox của bạn Lại Hồng Phúc để lại số điện thoại. Tạm thời thì bây giờ mình đang trong buổi live stream ấy, thì lát nữa xong thì mình sẽ liên hệ lại với bạn Facebook Lại Hồng Phúc nhá. Mình có nhận được một câu hỏi tiếp theo của Facebook Tạ Trung. Cô có thể phân tích sự khác biệt và tác dụng khi hạch toán chi phí đúng tài khoản không ạ? Thay vì tất cả cho vào tài khoản 642. Cảm ơn cô. Mình sẽ trả lời bạn Facebook Tạ Trung như sau. Tùy theo từng thông tư mà bạn sử dụng để hạch toán, mà bạn sẽ hạch toán các tài khoản chi phí cho phù hợp, cũng như là bạn phải xem những cái chi phí đấy sử dụng cho mục đích gì, dùng cho văn phòng hay là dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu như mà dùng cho chi phí đó mà dùng cho văn phòng thì các bạn tập hợp vào tài khoản 642. Nhưng nếu như mà chi phí đó sử dụng cho bộ phận sản xuất kinh doanh để tạo ra thành phẩm hay là tạo ra doanh thu từ dịch vụ thì các bạn phải tập hợp vào các tài khoản chi phí tương ứng. Ví dụ như là đối với thông tư 133 thì phải tập hợp vào 154 chi phí sản xuất kinh doanh và chọn đầy đủ khoản mục chi phí. Còn đối với thông tư 200 thì những chi phí dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì bạn sẽ phải tập hợp vào tài khoản 621, 622, 623, 627 tương ứng từng nội dung chi phí mà bạn hạch toán. Ví dụ như là bạn hạch toán 642 cho lương công nhân thi công công trình chẳng hạn. Hạch toán lương cho công nhân thi công công trình thì bạn sẽ phải phản ánh vào tài khoản 622. Còn ví dụ như là chi phí máy thì bạn hạch toán vào 623 hoặc 627. Đó thì chúng ta phải chọn những cái chi phí mà nó tương ứng, làm sao cho nó phù hợp, chứ không thể là đẩy hết vào tài khoản 642 được. Bạn Tạ Trung nhé. Chào Facebook Phương Phương. Chị có nhận được câu hỏi của em là chị cho em hỏi nếu tài khoản 111 âm cuối kỳ thì xử lý như thế nào.
Ở trường hợp này rất là nhiều công ty mà đang gặp phải. Ở trong trường hợp là công ty đang bị thiếu vốn mà lại chưa góp vốn được, mà lại âm tiền mặt, chi tiền mặt ra quá nhiều. Đó, thì lúc này chúng ta cần phải xử lý. Thì cái cách xử lý mà các kế toán thường xử lý nhất đó là xử lý mức của công ty. Thì nghiệp vụ mượn tiền này thì nó sẽ phản ánh vào tài khoản 3388, nợ cho tài khoản 111 có tài khoản 3388 Phương nhé. Và khi nào mà chúng ta có tiền thì các bạn sẽ trả tiền cho nhân viên mà chúng ta đã vay. Cái thời gian mượn tiền thì nó thường trong cái thời gian ngắn hạn nhé, và cần phải làm hợp đồng giữa công ty và nhân viên. Cái khoản mượn tiền này thì sẽ thường thì sẽ không chịu lãi suất. Do đó chúng ta không cần phải phản ánh lãi 635. Thì không biết là câu trả lời của chị thì Phương có nghe thấy không nhỉ? Chào Facebook Hoàng Hoài nhé. Chào Facebook Đỗ Thị Lý ạ. Em có nhận được câu hỏi của chị Lý về việc là chị chuẩn bị vào làm cho công ty xây dựng thì cần trang bị những kiến thức gì, và học kế toán lâu rồi thì cũng quên những kiến thức cơ bản, muốn tìm khóa học để bổ sung kiến thức nâng cao nghiệp vụ. Dạ, để mà làm tốt được công việc của công ty xây dựng ấy thì trước tiên chị cần phải nắm bắt được những cái nguyên lý cơ bản của kế toán. Và công ty xây dựng thì quy mô rất là lớn, chi phí và doanh thu rất là nhiều. Do đó chị cần phải biết cách tập hợp chi phí cũng như là đọc hiểu những cái báo cáo để lấy những chi phí phù hợp cho từng công trình ạ. Nếu như mà chị cảm thấy chưa tự tin về kiến thức của mình thì chị có thể tham gia một khóa học ở bên Kế toán Việt Hưng, để Kế toán Việt Hưng sẽ hỗ trợ cho chị trong suốt quá trình chị làm việc hiện tại và cũng như sau này chị nhé. Thì chị inbox trực tiếp số điện thoại để bộ phận tư vấn của Kế toán Việt Hưng sẽ liên hệ. Tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi buổi live stream của Kế toán Việt Hưng thì các anh chị để lại bình luận email cũng như là chia sẻ buổi live stream và thích trang của Kế toán Việt Hưng để nhận được những phần quà hấp dẫn từ Kế toán Việt Hưng nhé. Ưu tiên cho 10 bạn chia sẻ buổi live stream, thích trang, bình luận email ở bên dưới đầu tiên để nhận được khóa học với lại giáo viên là các anh chị kế toán trưởng bên Kế toán Việt Hưng nhé. Cuối buổi live stream này thì Kế toán Việt Hưng sẽ thống kê lại 10 anh chị và các bạn đầu tiên và sẽ thông báo về email cho mọi người ạ. Chị có nhận được câu hỏi của Facebook Dung Nguyễn. Em có hỏi là tài khoản 154 cuối kỳ dư nợ âm, nguyên nhân là sao ạ? Công ty về sản xuất. Công ty làm về sản xuất mà tài khoản 154 âm thì rất là dễ bị sai trong quá trình hạch toán tập hợp chi phí đấy. Và cái trường hợp này cũng rất rất nhiều bạn đã liên hệ đến Kế toán Việt Hưng để hỏi cũng như là tìm ra nguyên nhân sai và để chỉnh sửa. Nếu như mà các anh chị và các bạn làm ở trên phần mềm MISA thì chúng ta kiểm tra sẽ dễ hơn một chút. Còn đối với lại các anh chị nào mà làm ở trên các phần mềm như là FAT hay là Excel thì các anh chị cũng lưu ý xem là mình đã hạch toán đủ nghiệp vụ nợ có liên quan đến 154 hay chưa, đã chọn đối tượng tập hợp để phân bổ đúng hay chưa, tổng hợp số tiền phân bổ đúng chưa. Đó. Còn nếu như mà làm ở trên MISA thì trước tiên các anh chị phải kiểm tra phát sinh nợ và phát sinh có của 154. 154 đang dư nợ âm, tức là 154 đang nhiều hơn, tức là có của 154 đang nhiều hơn nợ của 154 đó. Lúc này thì chúng ta
kiểm tra xem tài khoản bên nợ đúng hay là bên có đúng. Nếu mà bên nợ sai thì phải xem lại những cái nghiệp vụ hạch toán liên quan đến 154. Còn nếu bên có mà bị sai thì bạn phải kiểm tra nhập kho có bị thừa chứng từ nào không, bởi vì nhập kho thì nó sẽ liên quan đến nợ cho 155 và có cho 154. Hoặc là có một nguyên nhân khác, là ví dụ như là mình hạch toán nợ cho 155 có 154 nhưng lại không chọn đối tượng tập hợp chi phí, hoặc là chọn sai đối tượng tập hợp chi phí. Ví dụ như là mình nhập kho của thành phẩm A nhưng mà lại chọn đối tượng là thành phẩm B. Do đó giữa mã thành phẩm mà chúng ta nhập và cái đối tượng mà chúng ta nhập nó sẽ bị lệch. Do đó nó sẽ ảnh hưởng đến tài khoản 154 và 155. Nên bạn lưu ý trường hợp đó nhé. Nếu như mà bạn Dung không tìm ra được cái lỗi sai đó thì bạn sẽ inbox thông tin số điện thoại vào fanpage của Kế Toán Việt Hưng để Kế Toán Việt Hưng sẽ ultra và xem trực tiếp cho bạn nhé. Câu trả lời của mình thì bạn Dung có nghe thấy không nhỉ? Các bạn đang xem live stream của Kế Toán Việt Hưng thì các bạn nhớ chia sẻ vào các hội nhóm nhé, để cho mọi người cùng biết và cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Mình nhận được rất nhiều những câu hỏi của các bạn ở bên dưới. Có câu hỏi nào mà bị trôi mình chưa kịp trả lời thì bộ phận hỗ trợ của Kế Toán Việt Hưng sẽ bình luận ở bên dưới câu hỏi của các bạn nhé. Tiếp theo quay trở lại việc chia sẻ những kinh nghiệm đối với lại những người mà mới tiếp xúc với kế toán. Thì mình có một số những cái kinh nghiệm để chia sẻ cho các bạn mới tiếp xúc với kế toán có thể học nhanh nhưng lại nhớ được rất là lâu và vận dụng tốt cho quá trình làm việc. Để trao đổi về những kiến thức cơ bản thì thứ nhất là mình sẽ trao đổi về hệ thống tài khoản kế toán. Đối với lại hệ thống tài khoản kế toán mà doanh nghiệp áp dụng hiện nay là hai thông tư, thông tư 133 và thông tư 200. Thông tư 133 thì thay thế cho quyết định 48, còn thông tư 200 thì thay thế cho quyết định 15. Nếu như mà các anh chị kế toán nào mà đã làm lâu năm thì sẽ hiểu được là quyết định 48 và quyết định 15 nó được thay thế bởi thông tư 133 và thông tư 200 sẽ có những cái sự khác biệt như thế nào ạ. Trước tiên là các bạn sẽ để mà làm được một kế toán chuẩn, chính xác, phản ánh đúng chi phí, doanh thu và các nghiệp vụ kế toán thì trước tiên cần phải nắm được các số tài khoản kế toán, tính chất nợ có của các tài khoản kế toán, nắm chắc được tính cân đối của bảng cân đối tài khoản mà tài khoản kế toán thể hiện, biết được tính chất tăng giảm của từng tài khoản để chúng ta phản ánh nghiệp vụ khi mà các bạn cầm trên tay hóa đơn, chứng từ thực tế. Chúng ta phải biết được là phản ánh nó vào tài khoản nợ có như thế nào, sao cho nó đúng. Riêng trường hợp mà các bạn phản ánh sai vào tài khoản hạch toán thì sau này cơ quan thuế quyết toán, thứ nhất là chúng ta sẽ bị gạt chi phí, thứ hai là chúng ta sẽ bị phạt với vấn đề là chúng ta hạch toán sai tài khoản. Nên các bạn lưu ý nhé. Bạn nào mà mới tiếp xúc với kế toán, đầu tiên là phải học thuộc bảng hệ thống tài khoản kế toán. Đó là cái đầu tiên mà chúng ta cần phải nắm. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn mới vào nghề kế toán những cái bí kíp để mà nhớ lâu được một cái hệ thống tài khoản kế toán. Tính chất các tài khoản như sau. Các bạn theo dõi buổi live stream của Kế Toán Việt Hưng thì nhớ chia sẻ và comment thông tin bên dưới nhé, để nhận được những phần quà hấp dẫn từ Kế Toán Việt Hưng nhé. Đối với những cái bí kíp mà để nhớ lâu được các tài khoản ấy thì trước tiên các bạn phải để ý cái bảng hệ thống tài khoản sẽ có các cái tài khoản kế toán được sắp xếp theo thứ tự
Đầu tài khoản bắt đầu từ đầu số 1 đến số 9. Đầu tài khoản, tại sao mình lại gọi là đầu tài khoản? Đấy là cái cách gọi nhanh. Bởi vì là nó bắt đầu bằng số 1, số 2, số 3, số 4 đến số 9. Do đó mình gọi đó là các cái đầu tài khoản kế toán. Ví dụ như là đối với lại tài khoản 111 thì bắt đầu bằng số 1 nên nó thuộc tài khoản đầu 1 hoặc là tài khoản loại 1. Ví dụ như là tài khoản 211 nó là tài khoản bắt đầu bằng đầu 2 nên nó thuộc tài khoản loại 2. Tương tự đối với lại tài khoản 331 chẳng hạn, là phải trả cho người bán, bắt đầu là số 3 nên mình sẽ gọi đó là tài khoản đầu 3 hoặc là tài khoản loại 3. Như vậy là các tài khoản mà thuộc đầu 1, đầu 2 thì nó thuộc về tài sản. Các tài khoản đầu 3, đầu 4 thuộc về nguồn vốn các bạn nhé. Các bạn nhớ, đầu 1, đầu 2 là thuộc về tài sản, đầu 3, đầu 4 thuộc về nguồn vốn, đầu 5, đầu 7 là doanh thu và các tài khoản đầu 6, đầu 8 là chi phí. Cách nhớ tiếp theo là các tài khoản đầu 1, đầu 2, đầu 6 và đầu 8 sẽ có tính chất tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có. Các bạn lưu ý, nhiều bạn cứ hay hiểu nhầm, mới tiếp xúc với kế toán nên là các bạn hay hiểu nhầm nợ tức là mình đang nợ người ta và có là mình đang có tiền. Thực ra nó không phải là như vậy. Nợ có nó là cái thuật ngữ sử dụng trong kế toán, sử dụng để định khoản kế toán. Nên các bạn lưu ý nhé. Cái buổi live stream hôm nay là mình chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cho người mới bắt đầu, mới vào nghề kế toán, đặc biệt là các bạn sinh viên đang học năm 2, năm 3 tại các trường đại học cao đẳng đấy. Các bạn vào xem buổi live stream này thì rất là bổ ích cho các bạn. Và cái lợi ích thứ hai mà khi các em sinh viên vào xem buổi live stream là sẽ được học với lại giáo viên là các anh chị kế toán trưởng của Kế toán Việt Hưng, học thực tế trên chứng từ thực tế của doanh nghiệp luôn nhé. Nên là 10 anh chị em nào mà chia sẻ buổi live stream này đầu tiên cũng như là bình luận email ở bên dưới và thích trang thì sẽ được nhận, thì sẽ được học trực tiếp với giáo viên của Kế toán Việt Hưng nhé. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cái bí kíp thứ hai là để cho các bạn nhớ được. Mình có thấy một số bạn đang phản ánh là có đặt câu hỏi nhưng mà lại mình lại không trả lời. Ồ, mình không nhận được cái câu hỏi của các bạn cơ. Không biết là những cái bình luận nó có bị ẩn hay không, để mình kiểm tra lại và trả lời cho các bạn nhé. Các bạn, mình có nhận được một câu hỏi tiếp theo của Facebook Thơ Nguyễn. Cô ơi cho em hỏi, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, mua một tài sản cố định, giá mua là 40 triệu, thuế giá trị gia tăng 10%, tiền vận chuyển lắp đặt là 8 triệu, thuế giá trị gia tăng 10%. Vậy nguyên giá của tài sản cố định là bao nhiêu? Câu hỏi này thì chị sẽ trả lời Thơm như sau. Đối với nguyên giá của tài sản cố định thì bao giờ nó cũng bằng cái giá trị của tài sản cộng với lại các cái chi phí liên quan như là chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Do đó ở đây nguyên giá của em là 40 triệu cộng với lại 8 triệu tiền phí vận chuyển, lắp đặt. Do đó cái nguyên giá tài sản của em sẽ là 48 triệu. Và 48 triệu này em sẽ được ghi nhận vào nguyên giá hàng tháng tính khấu hao. Thời gian tính khấu hao thì em căn cứ vào phụ lục 1 của thông tư 45 để em chọn thời gian khấu hao cho hợp lý nhé. Và cái nguyên giá của tài sản cố định thì cũng căn cứ theo thông tư 45 ấy, thì tài sản mà có giá trị từ 30 triệu trở lên
thì nó được gọi là tài sản cố định. Nên em lưu ý để hạch toán ghi nhận nguyên giá cũng như là tính khấu hao Thơm nhé. Không biết chị trả lời như vậy thì Thơm có nghe được câu hỏi không nhỉ? À, chị chào Facebook Lê Nhi nhé. Nhi có hỏi chị là cô ơi, cho em hỏi, em làm trên phần mềm kế toán MISA thông tư 200, kết chuyển tài khoản 627 còn dư bên nợ, không biết nguyên nhân tại sao ạ? À, cái nguyên nhân này thì cũng rất nhiều người làm bị sai. Nhưng mà đối với lại cái vấn đề mà kết chuyển tài khoản 627 không hết số dư thì em sẽ cần phải kiểm tra xem trong quá trình mà em hạch toán, em phản ánh đúng tính chất nợ có của tài khoản 627 chưa. Trong quá trình mà em tính giá thành thì em đã kết chuyển, thực hiện cái bút toán kết chuyển chi phí. Tức là nếu như em làm theo thông tư 200 thì các cái tài khoản 621, 622, 623, 627 sẽ được kết chuyển sang 154, và từ 154 sẽ được kết chuyển sang giá vốn. Đó, nếu như mà em thiếu cái bút toán kết chuyển chi phí đấy thì cái tài khoản 627 của em sẽ không hết số dư đâu. Cái thứ hai nữa là nếu như em tạo chi tiết tài khoản 627 trên phần mềm kế toán nhưng mà em lại chưa thực hiện bút toán kết chuyển tự động thì cái tài khoản 627 đó sẽ không được kết chuyển sang 154, vì phần mềm sẽ không hiểu để mà em, do là em chưa khai báo bút toán kết chuyển tự động đó. Đó, nên là em lưu ý nhé. Còn nếu như em kiểm tra mà chưa hiểu thì em sẽ cho kế toán Việt Hưng Ultraview để bên chị sẽ vào kiểm tra nguyên nhân giúp em nhé. Chị trả lời như thế thì không biết là Nhi có nghe thấy không nhỉ? Cảm ơn Thơm nhá. Có câu hỏi gì thì em đặt thêm để chị trao đổi nhá. Các bạn truy cập vào xem buổi live stream của Kế Toán Việt Hưng thì các bạn nhớ chia sẻ và thích trang để có thể theo dõi tiếp những cái buổi live stream tiếp theo. Bởi vì mỗi buổi live stream của Kế Toán Việt Hưng thì sẽ đặt ra những cái chủ đề liên quan đến kế toán thực tế mà các doanh nghiệp đang làm. Do đó chia sẻ những kinh nghiệm thực tế đến tất cả các bạn. Nên là chúng ta thích trang của Kế Toán Việt Hưng nhé. 10 bạn chia sẻ buổi live stream hôm nay và bình luận email ở bên dưới thích trang Kế Toán Việt Hưng thì sẽ nhận được một phần quà là một khóa học học với lại giáo viên là các anh chị kế toán trưởng bên Kế Toán Việt Hưng. Nên các bạn đừng ngại gì chia sẻ buổi live stream cũng như là thích fanpage của Việt Hưng nhá. Bởi vì đây đều là những cái lợi ích mà mang đến cho các bạn, phục vụ tốt cho công việc kế toán hiện tại cũng như sau này của các bạn đó, đặc biệt là các em sinh viên. Bây giờ các em sinh viên thì vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, các em chưa đi làm thực tế, nhưng mà khi nghe những cái buổi live stream của Kế Toán Việt Hưng thì các em sẽ hiểu ra được rất là nhiều vấn đề, cũng như là sẽ được các anh chị bên Kế Toán Việt Hưng dẫn dắt nếu như mà các em có nhu cầu về kinh nghiệm học hỏi kế toán thực tế nhé. Ok rồi, chị cảm ơn Nhi nhé. Có câu hỏi gì mà em thắc mắc thì em cứ bình luận ở bên dưới nhá, để chị hỗ trợ cũng như là giải đáp luôn cho Nhi. Nhi nhớ chia sẻ buổi live stream của Kế Toán Việt Hưng và các hội nhóm em nhé, để bên chị để cho mọi người cùng biết đấy. Mình có nhận được email của rất nhiều bạn bình luận ở bên dưới, và Kế Toán Việt Hưng sẽ gửi các cái thông tin về cho các bạn. Các bạn nhớ để ý check mail giúp mình nhé. Tiếp theo thì mình quay trở lại về cái vấn đề mà chia sẻ tiếp về những cái kinh nghiệm của kế toán khi mà chúng ta mới bắt đầu tiếp xúc với công việc của kế toán.
Ngoài việc mà chúng ta nhớ được các cái đầu tài khoản nó thuộc tài sản, nguồn vốn, doanh thu hay chi phí, thì chúng ta cũng phải nhớ được cái tính chất nợ có của từng tài khoản. Đối với lại như mình vừa nói là tài khoản 1268, tài khoản đầu 1, đầu 2, đầu 6, đầu 8 là các tài khoản tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có. Cuối kỳ thì tài khoản đầu 1, đầu 2 sẽ có số dư nợ, trừ các tài khoản như là 131 là tài khoản lưỡng tính, tức là dư nợ của 131 là chúng ta còn phải thu của khách hàng, dư có của 131 là khách hàng ứng trước tiền cho công ty chúng ta. Hoặc là tài khoản 214, 214 đó là hao mòn tài sản cố định, phản ánh cái giá trị hao mòn dần của tài sản cố định để ghi nhận vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp đấy. Thì tài khoản 214 này thì bao giờ cũng là tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ, và cuối kỳ thì lại có số dư có. Nên các bạn nhớ lưu ý ở những cái trường hợp đặc thù của một số tài khoản. Còn các tài khoản đầu 6, đầu 8 cuối kỳ thì sẽ không có số dư và sẽ được kết chuyển sang 911 để xác định kết quả kinh doanh. Đối với lại các tài khoản đầu 3, đầu 4, đầu 5, đầu 7 thì tính chất tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ. Tài khoản đầu 3, đầu 4 cuối kỳ thì sẽ có số dư có, trừ tài khoản 331 là tài khoản lưỡng tính, dư nợ tức là công ty chúng ta đã ứng trước tiền cho nhà cung cấp, còn dư có là công ty chúng ta còn phải trả cho nhà cung cấp. Hoặc là tài khoản 333 cũng là tài khoản lưỡng tính. Nếu 333 dư nợ là chúng ta đang nộp thừa thuế, còn dư có là chúng ta còn phải nộp thuế, nên các bạn lưu ý. Đặc biệt đối với tài khoản 333, nếu như chúng ta nộp thừa thuế thì phải thể hiện số dư bên nợ, chứ không được thể hiện số dư bên có, dư âm. Các bạn lưu ý, nếu như các bạn thể hiện số dư của 333 thuế giá trị gia tăng bên có mà ghi âm là các bạn sẽ làm sai cái tính chất của kế toán. Khi đó chúng ta điền dữ liệu lên trên HTKK thì sẽ không thể nhìn thấy được, thì sẽ không thể ghi sổ được để chúng ta xuất báo cáo ra nộp đâu. Nên các bạn nhớ lưu ý. Tiếp theo là chúng ta phải lưu ý đến cái tính đúng đắn của bảng cân đối tài khoản. Bảng cân đối tài khoản thì bao giờ số dư đầu kỳ cũng bằng số dư nợ đầu kỳ bằng dư có đầu kỳ, phát sinh nợ trong kỳ bằng phát sinh có trong kỳ, và dư nợ cuối kỳ bằng dư có cuối kỳ. Nếu như mà các bạn thấy có sự chênh lệch thì các bạn sẽ phải kiểm tra những cái nghiệp vụ hạch toán bên trong xem chúng ta đang sai ở cái gì để chúng ta sửa lại cho đúng. Các bạn vào xem live stream của Kế Toán Việt Hưng thì nhớ chia sẻ buổi live stream đến các hội nhóm nhé, để cho mọi người cùng học hỏi cũng như là trao đổi kinh nghiệm, và các bạn lại được nhận thêm một phần quà từ Kế Toán Việt Hưng khi mà các bạn nào để lại bình luận email ở bên dưới. Bạn nào mà có câu hỏi ngoài cái việc liên quan đến kế toán dành cho người mới bắt đầu ấy, mới đi làm, thì các bạn làm ở các cái lĩnh vực khác cũng có thể đặt câu hỏi ở bên dưới để Kế Toán Việt Hưng trả lời cũng như là hỗ trợ cho các bạn nhé. Tất cả những bạn nào đặt bình luận email ở bên dưới đều nhận được phần quà từ Kế Toán Việt Hưng. Sau buổi live stream này thì Kế Toán Việt Hưng sẽ gửi đến các bạn phần quà qua email, nên các bạn nhớ check mail giúp mình nhé. Có một số bạn ở buổi live stream trước bên mình có gửi rồi nhưng mà chưa thấy phản hồi lại email, nên là các bạn nếu có xem buổi live stream này mà nhớ đến thì các bạn vào xác nhận lại mail giúp mình nhé.
Có nhiều bình luận của các bạn sẽ bị ẩn, mà mình cũng không hiểu nguyên nhân tại sao. Nên là trong quá trình mà livestream mà có bỏ qua thì kế toán Việt Hưng sẽ bình luận ở bên dưới cho các bạn nhé. Tiếp theo là mình chia sẻ, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ tiếp về một cái kinh nghiệm để cho các bạn mới bắt đầu có thể làm được kế toán nhanh, là để mà lên được một bảng cân đối tài khoản đúng thì đương nhiên là các bạn sẽ phải hạch toán những cái nghiệp vụ bên trong kỳ là nó phải đúng. Bởi vì bảng cân đối tài khoản này sẽ là căn cứ để lên báo cáo tài chính và các sổ sách khác liên quan. Nên là các bạn cần phải kiểm tra tính đúng đắn của bảng cân đối tài khoản nhé. Đối với lại công ty của kế toán ấy, thì bao giờ chúng ta cũng quan tâm đến báo cáo tài chính. Đó, thì báo cáo tài chính các bạn sẽ cần phải lưu ý tính cân đối của nó. Một báo cáo tài chính đúng thì bao giờ tổng tài sản cũng bằng tổng nguồn vốn. Và số liệu được lấy từ bảng cân đối, số liệu mà chúng ta lấy lên bảng cân đối kế toán thì căn cứ vào số dư của bảng cân đối tài khoản từ tài khoản đầu 1 đến đầu 4 các bạn nhớ. Còn đối với lại các tài khoản mà từ đầu 5 đến đầu 8 thì chúng ta thường lấy số liệu để điền lên các chỉ tiêu của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để phản ánh lãi lỗ của doanh nghiệp. Đặc biệt là đối với cái buổi live stream này thì sẽ chia sẻ thêm những cái vấn đề đến các bạn sinh viên khi làm kế toán, là ngoài cái việc mà mình biết kê khai thuế rồi thì cần phải hiểu được tổng quan công việc của một kế toán cần phải là những cái gì. Tức là các bạn là biết về những cái nguyên lý cơ bản rồi, nhưng mà cũng phải biết được những cái công việc của kế toán cần làm những gì. Đó. Ví dụ như là công việc của kế toán thuế thì hàng tháng thì cần phải hạch toán các hóa đơn đầu ra đầu vào, rồi hạch toán về quỹ tiền mặt, rồi hạch toán về ngân hàng, rồi hạch toán lương, hạch toán bảo hiểm. Đó. Và phân bổ công cụ khấu hao tài sản cố định lên tờ khai thuế. Cuối kỳ thì các bạn cần phải cân đối lãi lỗ theo từng quý để cuối năm thì chúng ta làm báo cáo nó sẽ nhàn hơn. Và các bạn cũng cần phải hiểu được là các cái mối quan hệ giữa tờ khai và hạch toán. Ví dụ như là cần phải biết đối chiếu các báo cáo giữa tổng hợp với chi tiết đó. Mình thấy lượt xem của chúng ta càng ngày càng tăng rồi đấy. Nhưng mà các bạn lưu ý là cái thời gian live stream của Kế toán Việt Hưng thì sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ tối thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Tất cả những cái buổi live stream này thì đều chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế mà Kế toán Việt Hưng đang làm, cũng như là đang hướng dẫn cho các bạn học viên trên khắp cả nước. Nên là các bạn đã nhớ theo dõi buổi live stream của Kế toán Việt Hưng để học hỏi kinh nghiệm nhé. Và khi mà chúng ta theo dõi buổi live stream thì các bạn sẽ chia sẻ cũng như là bình luận và thích trang Kế toán Việt Hưng để theo dõi tiếp những buổi live stream tiếp theo. Buổi live stream hôm nay là mình chia sẻ những kiến thức cho người mới vào nghề. Đó, thì các bạn nào mà chuẩn bị xin việc về kế toán mà chưa biết gì về kế toán, hay là làm kế toán cho công ty nhà nhưng chưa hiểu mình phải bắt đầu từ đâu, thì các bạn liên hệ đến Kế toán Việt Hưng để Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ kinh nghiệm đến các bạn nhé. Tất cả những bình luận email ở bên dưới thì đều được nhận phần quà từ Kế toán Việt Hưng. Cuối buổi live stream này thì bên mình sẽ gửi đến các bạn, và các bạn nhớ check mail nhé. Có câu hỏi nào của các bạn mà bị ẩn hay là bị trôi mà mình chưa trả lời được thì các bạn để ý Kế toán Việt Hưng sẽ bình luận ở bên dưới câu trả lời sau buổi live stream này nhé.
Chị có nhận được một câu hỏi của Hương. Là Hương có hỏi là em mới tốt nghiệp xong đi làm ngay, không biết phải bắt đầu từ đâu. Em không biết là em Hương là định làm kế toán cho loại hình doanh nghiệp nào nhỉ? Bởi vì mỗi một loại hình doanh nghiệp thì nó sẽ có cái cách làm hạch toán cũng như là cân đối khác nhau. Nhưng trước tiên để mà bắt đầu được một công việc thì em phải nắm được cái lý thuyết cơ bản của kế toán. Thứ hai là em phải hiểu về hoạt động của công ty là đang làm về lĩnh vực gì để em định hướng được cái hướng đi cũng như là phản ánh doanh thu chi phí đúng của loại hình doanh nghiệp đó. Rồi từ đó em sẽ tiến hành bắt đầu định hướng những công việc của kế toán cần làm hàng tháng, hàng quý đó. Kế toán thuế và kế toán nội bộ thì nó sẽ khác nhau, nên là em cần phải phân biệt rõ để chúng ta hạch toán phản ánh chi phí cho chính xác hơn nhé. Cụ thể hơn thì em bình luận hoặc là inbox vào fanpage của Kế Toán Việt Hưng để bên chị hỗ trợ cho Hương nhé. Mình thấy có rất nhiều lượt chia sẻ rồi đấy. Thì các bạn chia sẻ nhưng mà phải để bình luận email ở bên dưới thì sẽ nhận được phần quà từ Kế Toán Việt Hưng nhé. Cái câu hỏi của bạn Lại Hồng Phúc. Bạn có hỏi mình chắc cũng được khoảng một thời gian rồi đấy, nhưng mà nó bị ẩn. Giờ mình mới bỏ ẩn đi để trả lời bạn Lại Hồng Phúc được. Bạn Phúc có hỏi là chị cho em hỏi công ty kinh doanh khách sạn, nếu mua hàng hóa ví dụ như rau củ quả không có hóa đơn đầu vào thì mình phải làm thế nào để đưa nó vào chi phí hợp lý được ạ? Công ty bạn làm khách sạn mà bạn lại cần rau củ quả thì chắc là bên bạn có chế biến món ăn để miễn phí hoặc là bán cho khách đây. Những cái chi phí mà được tính vào chi phí hợp lý đối với cái mảng thực phẩm này thì mình cần làm bảng kê mẫu 08 trên bảng kê mẫu 01 trên TNDN. Và trên bảng kê sẽ thể hiện thông tin người bán, thông tin người mua và phải kèm theo chứng minh thư của người bán bạn Phúc nhé. Và bảng kê sẽ thể hiện cái tên mặt hàng thực phẩm mà bạn mua về. Nhưng những cái mặt hàng thực phẩm này là thực phẩm mà chúng ta mua của những người nông dân thì bạn mới được làm bảng kê mẫu 01 trên TNDN nhé. Ngoài bảng kê thì phải kèm là chứng minh thư của người bán và chứng minh thư photo cũng được, không cần công chứng, và chứng từ thanh toán như là phiếu thu hoặc phiếu chi. Thì những cái chi phí đó bạn mới được ghi nhận vào chi phí hợp lý. Còn nếu như mà rau củ quả mà bạn mua ở trong siêu thị thì sẽ có hóa đơn của siêu thị thể hiện thì càng tốt. Đó là câu hỏi mà bạn Lại Hồng Phúc có hỏi mình. Thì không biết là bạn Phúc còn theo dõi cái live stream của mình hay không nhở. Nếu mà bạn đã nghe được câu hỏi, câu trả lời thì bạn bình luận ở bên dưới nhé. Và có chỗ nào chưa hiểu thì bạn bình luận tiếp để mình hỗ trợ và giải đáp cho bạn nhé. Tiếp theo bạn nào mà có câu hỏi liên quan đến kế toán thì các bạn đặt là câu hỏi bình luận ở bên dưới nhé để mình trao đổi. Thời gian livestream của Kế Toán Việt Hưng thì cũng sắp kết thúc rồi, nên là bạn nào có câu hỏi thì chúng ta nhanh tay đặt câu hỏi. Và tất cả những cái email của các bạn bình luận ở bên dưới thì chắc chắn là sẽ nhận được phần quà từ Kế Toán Việt Hưng nhé. Khung giờ livestream của Kế Toán Việt Hưng diễn ra từ 8 đến 9 giờ tối thứ 3 và thứ 6. Các bạn nhớ theo dõi livestream của Kế Toán Việt Hưng để học hỏi và trao đổi thêm những kinh nghiệm về kế toán thực tế các bạn nhé. Trong buổi livestream các bạn theo dõi thì các bạn chia sẻ đến các hội nhóm để cho mọi người cùng học hỏi cũng như là cùng đặt câu hỏi, trao đổi, thảo luận.
về kiến thức kế toán. Và chúng ta đừng ngại chia sẻ, bởi vì mỗi một chia sẻ của các bạn thì các bạn sẽ nhận được một phần quà từ Kế Toán Việt Hưng khi mà các bạn là bình luận email ở bên dưới đấy. Kế Toán Việt Hưng thì bao giờ cũng muốn mang lại cho tất cả mọi người có nhu cầu về kế toán những kiến thức, kinh nghiệm cũng như là hành trang để làm kế toán chắc chắn nhất. Bao giờ Kế Toán Việt Hưng cũng luôn luôn là muốn chia sẻ kinh nghiệm đến mọi người. Do đó các bạn đừng ngại gì hỏi Kế Toán Việt Hưng nhé. Buổi thời gian livestream của Kế Toán Việt Hưng thì sắp kết thúc rồi. Không biết là còn bạn nào có câu hỏi gì liên quan đến kế toán trao đổi không nhỉ? Mình cũng hy vọng là ở những cái buổi livestream sau thì sẽ nhận được sự ủng hộ theo dõi của nhiều bạn hơn nữa. Cũng như là các bạn cùng chia sẻ để cho tất cả mọi người biết đến Kế Toán Việt Hưng nhé. Bạn nào mà còn câu hỏi liên quan đến kế toán thì các bạn là cứ đặt ở bên dưới nhé. Và Kế Toán Việt Hưng sẽ bình luận trả lời cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp đến fanpage của Kế Toán Việt Hưng, thông tin số điện thoại để Kế Toán Việt Hưng liên hệ. Hoặc là có thể add Zalo số điện thoại 0988 680 223 để được hỗ trợ và giải đáp nhé. Thời gian livestream của Kế Toán Việt Hưng thì kết thúc rồi. Do đó mình sẽ xin phép là dừng buổi livestream hôm nay ở đây. Và buổi livestream thứ 3 thì Kế Toán Việt Hưng sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn những kinh nghiệm, kiến thức thực tế liên quan đến kế toán. Hy vọng là các bạn chú ý đón xem nhé. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.